Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Sức Khỏe Vàng. Kính thưa quý vị, trong những chương trình kỳ trước thì chúng tôi đã hướng dẫn quý vị về chức năng điều trị chứng mất ngủ của huyệt đạo số 26. Việc điều trị dứt điểm chứng bệnh này cũng như những biểu hiện mệt mỏi do suy nhược thần kinh, căng thẳng, stress còn cần phải có sự kết hợp của những huyệt đạo khác nữa. Giáo sư tiến sĩ Bùi Quốc Châu sẽ hướng dẫn chúng ta cách khắc phục tình trạng trên trong chuyên mục Diện chẩn mỗi ngày. Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay tiếp nối cái chương trình diễn chẩn cho mọi người thì chúng tôi xin giới thiệu các huyệt để trị bệnh mất ngủ và ổn định thần kinh. Chúng tôi xin giới thiệu qua cái đồ hình này trước. Nó gồm có các huyệt sau đây là các huyệt 124. Thì cách lấy huyệt á là chúng ta sẽ định vị cái huyệt này cái, theo đường tuyến này đó là tuyến hát, tức là nó tiếp tuyến với cái bờ ngoài của trồng đen, và từ huyệt 103 giữa trán chúng ta kéo ngang ra thì chúng ta sẽ gặp cái huyệt 124 này. Tôi lặp lại, chúng ta lấy cái chuẩn là từ huyệt 103 là huyệt này ở giữa trán này, chúng ta kéo ngang ra chúng ta sẽ gặp cái một cái huyệt tên của nó là 124, là nó nằm trên cái đường mà tiếp tuyến với cái bờ ngoài trồng đen. Như các bạn đã thấy, cái huyệt này nó có hai bên, bên này 24 của chúng ta dòm phía bên này cũng vậy, bên trái ngoài. Và một cái huyệt thứ nhì là huyệt 34. Chúng ta lấy chuẩn là từ đầu mài đó, chúng ta kéo ngược về phía lên trên chừng khoảng 3 ly chỗ đầu mài này, như các bạn đã thấy nè, bên đây cũng như thế nè. Thì cái cặp huyệt 124-34 này đó là rất là nổi tiếng lúc bây giờ. Thì chúng ta dạy trong lớp thì các học sinh làm rất kết quả. Chúng tôi lấy cái chuẩn ở trên người thật nha. Trước tiên phải nhìn thẳng mặt. Xong ta lấy cái chuẩn là huyệt 103 trước. Bị 103 nó ở giữa mặt, thành ra chúng ta nó giữa trán là chúng ta dễ lấy lắm. Chúng ta căn cứ một cái đường thẳng, đường tuyến thẳng này. Và chúng ta lấy cái đường tuyến giữa mặt, định vị nó 103, chúng ta mới kéo ngang ra sẽ gặp cái đường tuyến tiếp tuyến với bờ ngoài trồng đen, và chúng ta sẽ gặp huyệt 124. Thì thường học sinh bị gì có dụng cụ như thế này thì chúng ta sẽ dễ làm lắm. Bị gì thường thường cái huyệt này nó bệnh là chúng ta dò đó, dò ngay chỗ vị trí nó sẽ thốn lắm, rất dễ biết. Mà nếu mà không đúng huyệt thì nó không thốn, không đau đâu. 124 nằm đây. Rồi 34, chúng ta lấy chuẩn đầu mài, chúng ta kéo ngược lên phía này, chỗ cái gờ mài nè, chừng vài ly thôi. Chúng ta cũng lại lấy que dò, chúng ta phải dò rồi xíu cái điểm nổi cộm đây, và chúng ta ứng. Bên này cũng thế. Rồi lấy mài qua đây. Em thấy đau, em thấy hơi tốn không? Dạ, có tốn. Thì cái cặp huyệt này đó là 124-34, tức là cái cặp huyệt này là trị những người mất ngủ. Người ta mất ngủ thì trường hợp đơn giản chúng ta làm hai huyệt này thôi. Còn nếu mà trường hợp nó không hiệu quả, chúng ta có thể thêm hai huyệt này là huyệt 26. Là như chúng tôi nói hôm trước, các bạn đã học huyệt 26 rồi đó, giữa hai đầu mày này nè. Và chúng ta thêm một huyệt nữa là huyệt số 0, cho đánh bình tay ra. Là trường hợp nặng á thì là thêm hai huyệt đó, mất ngủ lâu quá đó, nó bị suy nhược thần kinh và nó đưa tới một số những rối loạn khác. Và thường thường dùng phối hợp trong những trường hợp mà chúng ta chữa những bệnh mà do thần kinh. Thí dụ bây giờ chúng ta nói chữa bao tử đi, thì nếu mà chúng ta thêm cặp huyệt này nè, chúng ta ổn định thần kinh trước, chúng ta đánh huyệt bao tử thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Tức là có rất nhiều bệnh mà do thần kinh sinh ra thì chúng ta cũng phải phối hợp với cặp huyệt này, tức là cặp huyệt này coi như phát đồ hỗ trợ, chứ không phải nó chỉ có cho trị bệnh ngủ không. Cái hay cặp huyệt này đó là nó đóng vai trò hỗ trợ cho những cái bệnh mà có nguyên nhân là do thần kinh. Chúng tôi xin nói rõ về vấn đề phát đồ hỗ trợ trong diễn chẩn thì nó có như thế này.
phác đồ điều trị gồm số, tức là có nghĩa là một nhóm những cái huyệt để trị một cái bệnh gì đó. Rồi cái phác đồ hỗ trợ là những cái phác đồ này nó có tính cách là phổ quát chung, nó có thể kết hợp với những cái huyệt, những cái phác đồ điều trị để thành ra một cái bộ huyệt, nó tăng cái tính hiệu quả của cái việc trị bệnh lên rất nhiều. Thì tôi xếp cái 24-34 vào loại phác đồ hỗ trợ. Ví dụ bây giờ mình tìm hiểu nguyên nhân của bệnh này, mình biết rằng cái bệnh này của người bệnh nhân này nè, là gốc là do cái thần kinh của anh này không ổn định, hoặc là do anh mất ngủ anh sinh ra bệnh đó, hoặc là thần kinh nó căng thẳng của anh sao đó. Thì chúng tôi cho quyền này trước, rồi thêm những phác đồ điều trị, coi như cho an thần, đưa phác đồ điều trị vô. Thì tôi thấy qua thực tế đó, nó tăng cái tính hiệu quả lên. Nó tóm lại là cái này nó không phải là trị một cái bệnh mất ngủ không. Mà cái quyền này, bộ quyền rất chứa danh, mà các bạn lưu ý nha, là nó là luôn luôn đi một cặp như thế. Chứ không phải nếu các bạn đánh một quyền 34 không thì lại nó thức. Vì 34 là nó làm sáng mắt. Quyền 34 nó có ý nghĩa là sáng mắt. Cho nên nếu mình đánh nó một cái không thì nó không ngủ, mà lại thức. Còn nếu phối hợp hai quyền này cộng lại thì nó lại ngủ. Mà nhiều người nó ngủ ríu ríu lại, nghe là con mắt nó cứ nhắm lại mà ngủ sướng ghê lắm. Hai nữa là có cái thú vị thế này, hồi đó tôi có chữa cai nghiện ma túy trên đường cai nghiện Bình Triệu á, thì tôi phát hiện thế này, chữa cái anh mấy người nghiện ma túy thì họ hay mất ngủ lắm. Thì đánh cái cặp quyền này, thì đánh cặp quyền này á thì qua hôm sau lại nói anh cho em cái quyền mà hôm qua anh chăm. Nói tại sao vậy? Nó nói tại vì chăm cái quyền này đó là tự nhiên ngủ sướng, mà nó trong người nó thư thái dễ chịu, nó làm như hỏi dễ chịu sao, thích kiểu gì mà tại sao mà cái đòi là sao, nói người nó sảng khoái giống như chích mà chích vậy đó, nếu mà chích. Nhưng mà tất nhiên là không phải kiểu như mà để phê giống như mà người ta đi chích mà, nghĩa là opium hay là áp phiện hay là hàng trắng gì, nhưng mà người ta nói diễn tả đó thì mình hiểu rằng là người ta cảm thấy rất là sướng trong cái đầu đó, tức là nó khỏe, nó vui á, vui vẻ lạc quan, là nó nhẹ nhàng người đó, cho nên họ mới đi đòi cái quyền đó. Hồi xưa bị ở trên trường ca ma túy thì còn chăm, nhưng bây giờ thì ấn hoặc là dán cao hoặc là dai bằng tay. Thì ít có người để ý cái quan trọng, cái tầm quan trọng của cái bộ quyền này. Nhưng mà sau thì tôi có nhấn mạnh, khi lúc mà dạy học thì tôi hay nhấn mạnh cái này, là vì có nhiều khi bệnh, có một số bệnh là do thần kinh sinh ra, bị stress nhiều quá, thì cái 24-34 nó cũng giải quyết cái stress, tức là mình nói là căng thẳng thần kinh đó. Rồi thí dụ cái người nào nó u buồn quá, nó không có lạc quan đó, tức là nó không vui vẻ, không ai cười hay nói gì đó, ù lì đó, gọi là bi quan á, thì cũng chơi cái quyền này vô, tức là coi như là dán cao gì đó hoặc là ấy, thì tự nhiên người ta vui vẻ. Tất nhiên trong diện chẩn nó có nhiều cái, thì cái này là một trong những cái hay, những cái mà thú vị. Vì các bạn biết rằng là người ta hay buồn, nó buồn thì ai cũng thích vui thôi, nhưng mà cũng khó làm vui lắm. Nhưng mà tôi là nghiên cứu thế này, tôi thấy cái điểm này nè, những bộ quyền ra ngoài khía cạnh để trị bệnh thì thật sự nó còn có một khía cạnh khác. Trị bệnh tức là về sinh lý này kia đó, nhưng mà nó có khía cạnh khác là về thần kinh đó. Thí dụ làm cho người ta vui vẻ, làm người ta yêu đời, nó có hai tác dụng đó. Một tác dụng về tâm lý, một tác dụng về sinh lý, chứ không phải là tác dụng sinh lý không. Do đó thí dụ người nào mà u buồn không lạc quan thì tôi đánh cái bộ quyền này cộng với bộ thăng khí, thì nó làm cho người ta vui vẻ, yêu đời, người ta không có bi quan nữa. Đó thì xin mở rộng ra ở cái cặp quyền này. Thì cộng với cái quyền, nếu trường hợp nặng thì cộng với quyền 26, tức là ở đây, tôi nhắc lại, là quyền số 0. Đó. Thì tất nhiên là nó sẽ tăng hiệu quả cao hơn. Thì cái bài học ngày hôm nay thì tạm dừng ở đây. Và chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp thu tốt cái bộ quyền 24-34. Và bộ quyền thứ nhì, nếu các bạn không làm hiệu quả, nó hơi chậm, thì các bạn có thể thêm là 24-34-26 số 0. Thì mong các bạn áp dụng thử cái bộ quyền này coi sao. Bởi vì hiện nay trong xã hội chúng ta cũng có nhiều người bị mất ngủ do stress nhiều quá. Chương trình hôm nay thì tạm dừng ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình diện chẩn cho mọi người lần tới. Xin kính chào quý vị khán giả.